Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với HTV Coop, kênh mua sắm tin cậy, đồng hành cùng hàng Việt. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị rất nhiều những sản phẩm hỗ trợ cho chúng ta trong việc là nâng cao sức khỏe, bên cạnh đó sẽ làm đẹp cho chúng ta hơn mỗi ngày. Đó chính là sản phẩm ngũ cốc và bột đậu đẹp da Á Đông. Sản phẩm ngũ cốc và bột đẹp da Á Đông đạt thương hiệu top 10 chất lượng Việt Nam, thương hiệu uy tín, chất lượng tin dùng. Và bây giờ hãy mở đầu bằng combo khỏe đẹp. Combo khỏe đẹp có 3 sản phẩm chính quý vị nha. Đầu tiên đó chính là bột trà xanh nguyên chất Á Đông 400g. Sản phẩm thứ hai đó chính là bột đậu và hoa Á Đông. Và cuối cùng đó chính là tinh bột nghệ nguyên chất Á Đông 500g quý vị nhé. Và bây giờ thì hãy trải nghiệm sản phẩm đầu tiên thôi quý vị ơi. Sản phẩm đầu tiên của chúng ta như Linh Đan đã giới thiệu là bột trà xanh nguyên chất. Ngày hôm nay thì sản phẩm này sẽ mang đến cho quý vị một sự tiện lợi và an toàn vô cùng. Bởi vì sản phẩm này là 100% lá trà xanh nguyên chất được xay nhuyễn quý vị nha. Ở đây có sự cam kết về không hóa chất nè, không phụ gia nè, không có đường nữa quý vị, không chất bảo quản, không chất tạo màu, không có tác dụng phụ trong suốt quá trình sử dụng. Ngay bây giờ Linh Đan sẽ chia sẻ với quý vị một ly nước trà xanh thơm ngon vô cùng tiện lợi mỗi buổi sáng quý vị nha. Đầu tiên là mọi người chỉ cần chuẩn bị cho Linh Đan một cốc nước ấm và mình sẽ cho khoảng từ nửa muỗng cho đến một muỗng rưỡi cà phê tùy theo khẩu vị của từng người. Linh Đan sẽ dùng thêm một ít mật ong quý vị nha. Và đừng quên cho thêm một lát chanh, sau đó mình có thể khuấy đều lên như thế này. Đợi cho đến khi mà mật ong nè, chanh nè và bột trà xanh hòa tan vào nhau thì mình đã có ngay một ly trà xanh thơm ngon vô cùng để mà thưởng thức quý vị ạ. Và nói về công thức làm đẹp á, mình sẽ dùng mặt nạ bột trà xanh quý vị nha. Chúng ta có thể dùng muỗng hoặc là dùng cọ, chúng ta cho hỗn hợp sệt này lên trên mặt như là một cái lớp mặt nạ vậy, và để trong khoảng từ 15 đến 20 phút mình rửa sạch lại với nước. Trong một thời gian ngắn, da mặt của chúng ta sẽ có sự cải thiện rõ rệt ạ. Và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sản phẩm thứ hai trong combo khỏe đẹp quý vị nha. Đó chính là bột đậu và hoa Á Đông 500g. Chúng ta có thể sử dụng bột đậu và hoa để mà có thể làm mặt nạ đắp mặt, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng để tẩy tế bào chết và dưỡng cho da body của mình. Và chúng ta chỉ cần xoa đều như thế này, mình vừa chăm sóc da, mình vừa dưỡng da, mình lại vừa massage cho các tế bào trên da cũng như là các sợi dây thần kinh và các mạch máu ở phía dưới, rất là tốt cho sức khỏe. Và sau khi mà massage cho tay xong thì mình sẽ rửa sạch lại bằng nước quý vị nha. Linh Đan xin phép được lau sơ cánh tay của mình để quý vị có thể tiết kiệm được thời gian. Và quý vị có thể so sánh được tay của Linh Đan đúng không ạ? Tay bên trái của Linh Đan, tức là tay được massage, là da nó mịn hơn rất là nhiều. Còn da bên tay phải thì dường như là hơi khô hơn một tí xíu. Và đó chính là những công dụng mà bột đậu và hoa Á Đông mang lại cho người sử dụng. Bên cạnh chăm sóc cho làn da thì sản phẩm bột đậu và hoa Á Đông còn có thể dùng để uống thay cho bữa ăn sáng, mà chúng ta có thể sử dụng một ngày từ 2 đến 3 lần. Và sản phẩm cuối cùng không thể thiếu trong combo khỏe đẹp ngày hôm nay mà Linh đang sắp giới thiệu đến quý vị, đó chính là tinh bột nghệ nguyên chất Á Đông 500g. Đây là một cái sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Không những vậy, còn giúp cho các chị em phụ nữ có được một làn da trắng sáng và rất là đẹp nữa, và khỏe mạnh vô cùng. Đặc biệt là trong việc hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh ung thư. Ngoài ra còn có những cái tác dụng để phòng chống bệnh viêm khớp nè, hoặc là những cái căn bệnh liên quan đến não và tim cũng có khả năng đề kháng được. Đây là một cái sản phẩm còn tốt cho gan, tốt cho dạ dày. Và nếu như mà mình bị thương thì chúng ta hoàn toàn có thể hồi phục rất là nhanh nhờ vào sử dụng tinh bột nghệ. Và đó là những sản phẩm của combo khỏe đẹp. Những combo còn lại thì như thế nào? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình với Nhật Trường. Cảm ơn Linh Đan. Bây giờ Nhật Trường sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị một combo tiếp theo. Đó chính là một combo gồm có 3 sản phẩm. Thứ nhất, mình hãy cùng đến với ngũ cốc nguyên hạt 100% Á Đông 500g. Thứ hai, đó chính là sản phẩm ngũ cốc cao cấp 20 hạt của Á Đông với cũng trọng lượng là 500g. Và sản phẩm thứ ba, đó chính là viên ngũ cốc cao cấp 500g cũng của thương hiệu Á Đông luôn. Bây giờ nhá, mình sẽ đi cụ thể vào từng sản phẩm luôn. Đây, sản phẩm đầu tiên, ngũ cốc nguyên hạt cao cấp 100% đến từ thương hiệu Á Đông. 100% từ những hạt quả thiên nhiên, có thể kể đến như là quả óc chó, yến mạch, hạnh nhân, hạt bí Ấn Độ nè, rồi có cả là hạt hướng dương, hạt nho khô ba màu nè, hạt chia và cả là quế giòn, cung cấp cho mình một bữa ăn dinh dưỡng sạch. Chúng ta có thể thay thế cho bữa ăn hàng ngày của mình bằng cách nào đây? Thứ nhất, mình có thể dùng chung với sữa chua.
mình đã có ngay một bữa sáng ngon lành. Chúng ta vẫn còn có thể cho thêm sữa tươi, cho sữa tươi vào cùng với ngũ cốc này, rồi cho thêm một vài lát trái cây nè, và cùng ăn với cái sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt. Thưa quý vị, đó chính là sản phẩm đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị trong ngày hôm nay. Còn sản phẩm thứ hai, hồi nãy mình có là nguyên hạt rồi phải không? Bây giờ là 20 hạt, thì bên trong này có tất cả là 20 loại hạt quả thiên nhiên. Ở đây trên bảng này quý vị có thể dễ dàng quan sát nhé. Quả ốc chó, maca, hạnh nhân, hạt chia, hạt điều, hạt sen, rồi hạt ý dĩ, hạt kê, hạt bí xanh, hạt yến mạch nè, đậu đỏ, đậu trắng, đậu xanh, đậu đen, mè đen, bắp nếp, nếp cẩm, gạo lứt tẻ, gạo lứt nếp, rồi cả là tinh bột nghệ nữa. Những cái công năng, những cái chất dinh dưỡng và cả là những cái hiệu quả của 20 hạt quả này sẽ tổng hòa thành một sản phẩm của chúng ta. Và đối với loại ngũ cốc dinh dưỡng 20 hạt này á, thì lại có những cái công năng như thế này. Thứ nhất là cung cấp protein cho cơ thể, sẽ giúp cho mình tăng cường cái hệ miễn dịch nè, rồi cả là hỗ trợ điều trị bệnh rất là tốt. Bên cạnh protein ra còn có canxi nữa. Thứ nhất, chống loãng xương. Thứ hai, cải thiện hệ thần kinh của mình. Và thứ ba là dễ ngủ hơn. Bên cạnh đó cũng còn thêm cả là omega 3, làm giảm cholesterol trong máu của mình nè. Đấy, cũng tăng cường hệ miễn dịch của mình và cũng như là bồi bổ cho sức khỏe. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chế biến một bữa ăn cùng với ngũ cốc 20 hạt. Đầu tiên chúng ta cần ở đây là 50ml nước đun sôi để nguội, 3 muỗng ngũ cốc 20 hạt Á Đồng, 20ml sữa đặc để tạo độ ngọt cho chúng ta dễ uống thêm. Mình sẽ cần 250ml nước đun sôi. Chúng ta khuấy đều lên như thế này, đã có ngay cho mình một bữa ăn. Còn thêm một cách nữa, chúng ta hoàn toàn có thể làm thành một món sinh tố rất là dễ dàng thôi. Đây, mình cho hẳn cái thành phẩm mà chúng ta đã vừa làm xong từ nãy tới giờ vào đây nhé. Mình sẽ cho thêm vào trái cây, mà cụ thể ở đây là bơ, chỉ cần như vậy thôi. Nếu như ở nhà mà quý vị khách hàng không có bơ á, mình cũng có thể thay thế bằng những loại trái cây để mình xay đều lên trong khoảng độ chừng 30 giây là chúng ta sẽ có ngay cho mình một thức uống hoặc là một trong những bữa ăn thay thế cho các bữa ăn quá quen thuộc của chúng ta rồi. Bây giờ mình bật máy lên nhé. Đấy, một bữa ăn rất là mới lạ và cũng như là hấp dẫn, đầy đủ những dưỡng chất đang chờ đợi cho tất cả quý vị chúng ta cùng nhau thưởng thức. Đấy, hết sức đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã có ngay một bữa ăn dinh dưỡng thực tràn đầy năng lượng dành cho cả nhà mình rồi. Đó là sản phẩm thứ hai trong combo mà chúng tôi muốn chia sẻ. Còn sản phẩm thứ ba đó chính là đây, thưa quý vị, viên ngũ cốc cao cấp của thương hiệu Á Đông, với khối lượng của một hộp như thế này là 500g. Tại sao gọi là viên? Bây giờ mở thử bên trong ra thì chúng ta sẽ thấy ngay ngũ cốc đã được tích hợp nén lại thành từng viên như thế này. Đây là một trong những sản phẩm mới và cũng như là ấn tượng của Á Đông trên thị trường. Ngũ cốc dạng viên nén như thế này, từng viên như thế này, mình hoàn toàn dễ dàng mang theo đi làm. Mình cũng có thể lấy từng viên như thế này và mình thưởng thức giống như là một món ăn vặt nè. Hoặc sáng sớm đi, mình có thể thay thế được cho bữa ăn sáng nè. Chiều thì mình hoàn toàn thay thế được cho cái bữa ăn chiều của mình luôn. Ba cách thức đơn giản như vậy nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cho cái cuộc sống của mình nó trở nên tiện nghi hơn và thoải mái hơn. Bây giờ Trường thấy như thế này, có thể sử dụng ngay một viên cho vào miệng và ăn như là một món snack để mà ăn thay thế cho những món khoái khẩu. Rất ngon luôn cả nhà. Cái này là nếu mà không khéo nhá, ăn không biết điểm dừng luôn là coi như là còn tuyệt vời nữa. Mỗi ngày chúng ta có thể sử dụng đến từ 40 đến 50 viên, thay thế hoàn toàn cho một cái bữa ăn phụ nào đó trong ngày mà chúng ta có thể tiếp thêm đầy đủ dinh dưỡng chất cho mình. Đó là ba sản phẩm mà ngày hôm nay Nhật Trường muốn chia sẻ đến quý vị. Và sau đây thì Bạch Trân cũng sẽ mang đến những sản phẩm tiếp theo đến từ thương hiệu Á Đông. Quý vị thân mến, và tiếp theo thì Bạch Trân muốn chia sẻ với tất cả quý vị thêm một bộ sản phẩm nữa. Đây sẽ là những thực phẩm thuộc nhóm ăn kiêng quý vị. Và bộ thực phẩm này bao gồm những sản phẩm gì? Đó là sản phẩm gạo lứt yến mạch của Á Đông 500g. Tiếp theo thì sẽ là sản phẩm mâm gạo lứt nguyên sơ. Và tiếp theo nữa sẽ là một sản phẩm cũng rất là đặc biệt, đó chính là trà ngũ cốc ngũ hoa 500g đến từ thương hiệu Á Đông quý vị nha.
Quý vị thân mến, gạo lứt thì chắc hẳn là một cái sản phẩm mà không còn xa lạ gì với chúng ta nữa, đặc biệt là trong việc giảm cân đúng không ạ? Ngoài cái công dụng là giúp cho bồi bổ sức khỏe, giúp cho chúng ta giảm căng thẳng nè, ngủ ngon hơn, rồi điều hòa huyết áp của chúng ta, thì nó còn có tác dụng trong việc là giảm cân và chống béo phì nữa. Bởi vì là sản phẩm gạo lứt thì có cái hàm lượng là chất xơ dinh dưỡng, thì đây là cái hàm lượng mà có rất là dồi dào trong gạo lứt và lại ít năng lượng hơn là các loại thực phẩm như là gạo hoặc là lúa mì. Chính vì vậy mà nó rất là hiệu quả trong việc là mình giảm tích mỡ ở bụng và bên cạnh đó là giúp cho giảm cân an toàn, hiệu quả và nhanh chóng quý vị nha. Quý vị ơi, nếu mà Bạch Trân nói thì Bạch Trân sợ là quý vị sẽ khó có thể hình dung được, cho nên là Bạch Trân muốn giới thiệu đến tất cả quý vị cái ly ngũ cốc thật là thơm ngon cùng với gạo lứt yến mạch quý vị nha. Một món thức uống vô cùng thơm ngon, bổ dưỡng mà lại hấp dẫn như thế này. Cái cách làm thì lại rất là đơn giản, ở nhà chúng ta cũng có thể dễ dàng thực hiện cho người thân trong gia đình của mình. Quý vị nhớ nha, nếu mà mình sử dụng gạo lứt yến mạch thì mình cho 2 muỗng, còn nếu mà mình sử dụng mầm gạo lứt thì mình cho giúp Bạch Trân là 3 muỗng. Và cái công thức thì nó cũng tương tự như nhau quý vị nha. Đây, Bạch Trân sẽ thưởng thức thử xem. Cái vị gạo lứt á, nó không có quá ngọt, nó không làm chúng ta bị gắt cổ, không có làm chúng ta cảm thấy khó chịu. Và bên cạnh đó là cái bột á, nó cũng rất là sánh mịn luôn, cho nên là mình không có cảm giác là mình bị còn lợn cợn cái bột ở trong cái nước uống của mình. Cho nên là nếu mà ở nhà mình có trẻ nhỏ hoặc là người lớn tuổi thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này quý vị nha. Quý vị thân mến, và sản phẩm tiếp theo trong nhóm ăn kiêng mà Bạch Trân muốn giới thiệu với tất cả quý vị đó chính là sản phẩm trà ngũ cốc ngũ hoa. Đây là một cái sản phẩm trà mà được kết hợp từ rất là nhiều những cái thành phần khác nhau, mà chủ yếu trong đó là hoa và các loại hạt. Đầu tiên là sự kết hợp của các loại hoa thảo mộc, hoa sơn trà, là hoa nhài, hoa hòe, hoa cúc, cùng với cam thảo, bồ công anh, bưởi non, tâm sen. Còn ngũ cốc thì sẽ có là bột ngũ cốc nè, gạo lứt kết hợp cùng với đậu đen, đậu đỏ và đậu xanh. Nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được giải độc nè, đào thải độc tố nè, thanh lọc cơ thể nè. Và bên cạnh đó là giúp cho mình có thể an thần, ngủ ngon hơn sau những ngày mà mình làm việc quá căng thẳng hoặc là mệt mỏi. Và thêm nữa, vừa giúp cho cái hệ tim mạch của mình trở nên khỏe hơn. Thì Bạch Trân cũng đã pha sẵn một cái bình trà như thế này, cho nên là bây giờ mình đã có thể thưởng thức luôn rồi quý vị nha. Bà Trân sẽ thưởng thức thử cái ly trà của chúng ta xem là nó có vị như thế nào và nó tốt cho sức khỏe của mình như thế nào quý vị nha. Vị trà rất là thanh và nó khác những cái trà bình thường là nó có cái mùi, cái vị của bột đậu, rồi nó có vị của thảo mộc, cho nên vừa thơm thơm vừa thanh thanh và uống rất là mát cũng như là tốt cho cơ thể của mình nữa. Quý vị thân mến, như vậy là Bạch Trân vừa mới giới thiệu cùng với tất cả quý vị những sản phẩm trong nhóm ăn kiêng, đó chính là sản phẩm gạo lứt yến mạch, tiếp theo là sản phẩm mầm gạo lứt, và cuối cùng đó chính là sản phẩm trà ngũ cốc ngũ hoa. Chúng ta vừa có thể uống nóng vừa có thể uống lạnh kết hợp cùng với đường và đá quý vị nha. Vâng ạ, và đó chính là những combo và những sản phẩm mà ngày hôm nay chương trình muốn giới thiệu đến cho quý vị. Và hy vọng rằng những sản phẩm này sẽ có thể phục vụ cho những nhu cầu của các chị em phụ nữ để giữ dáng, để đẹp da, và đặc biệt là dành cho tất cả những thành viên trong gia đình để chúng ta ngày có một cái sức khỏe tốt hơn. Và ngay bây giờ hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 028 44 55 8899, hãy đặt hàng, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi cho quý vị. Ngoài ra, khi quý vị mua sắm trên kênh HTV của Off, quý vị cũng có cơ hội trở thành khách hàng thân thiết, được tích lũy và tiết kiệm từ 2-3% mỗi khi mua hàng. Và còn một thông tin nữa không thể không nhắc đến, đó chính là địa chỉ trang web của chúng tôi. Quý vị có thể truy cập vào trang web htvcoop.com.vn để đặt hàng, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi nhé. Hãy để chúng tôi làm cho cuộc sống của gia đình bạn trở nên tiện nghi hơn và thoải mái hơn. Còn bây giờ thì Nhật Trường, Linh Đan cùng với Bạch Trân xin chào và hẹn gặp lại. Combo ngũ cốc và bột đậu đẹp da Á Đông, thành phần 100% thiên nhiên, giàu các chất dinh dưỡng và các nguyên tố vi lượng, làm đẹp da, chống lão hóa, giảm cân dễ dàng và nhanh chóng, tăng cường sức đề kháng, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Combo ngũ cốc và bột đậu đẹp da Á Đông, khỏe, trẻ và đẹp mãi. Hãy gọi ngay vào số điện thoại 028 44 55 8899 hoặc truy cập trang web www.htvcoop.com.vn để sở hữu combo ngũ cốc và bột đậu đẹp da Á Đông với giá ưu đãi hấp dẫn. Nhóm khỏe đẹp, bột trà xanh nguyên chất Á Đông 400g 270.000 đồng, bột đậu và hoa Á Đông 500g 240.000 đồng, tinh bột nghệ nguyên chất Á Đông 500g 270.000 đồng.
Nhóm dinh dưỡng, ngũ cốc cao cấp nguyên hạt Á Đông 500g, 320.000 đồng. Ngũ cốc cao cấp 20 hạt Á Đông 500g, 240.000 đồng. Viên ngũ cốc cao cấp Á Đông 500g, 215.000 đồng. Nhóm ăn kiêng, gạo lứt yến mạch Á Đông 500g, 185.000 đồng. Mâm gạo lứt nguyên sơ Á Đông 500g, 240.000 đồng. Trà ngũ cốc ngũ hòa Á Đông 500g, 270.000 đồng. Tặng một đôi dép trị giá 55.000 đồng khi mua bất kỳ sản phẩm nào trong combo. Giá và khuyến mại hấp dẫn chỉ có trên HTV Coop. Hãy mua ngay! Giá sản phẩm sẽ áp dụng theo chương trình ưu đãi tại thời điểm mua hàng. Hãy gọi ngay đến số điện thoại 028-4455-8899 để được tư vấn về giá và các khuyến mại tốt nhất đến từ HTV Coop. HTV Coop 028-4455-8899, website htvcoop.com.vn, fanpage Coop Shopping.